chúng tôi đang đi dạo ở một cái khu cũng đang nổi tiếng với giới trẻ Hàn. Cô Đắc đã mở một cửa hàng flagship với tông màu vàng chủ đạo của brand tỏi Soksu. Ngoài việc mua sắm quần áo và phụ kiện mang phong cách cổ điển của cô Đắc, mọi người cũng có thể trải nghiệm di sản chụp ảnh phim của tên cửa hàng. Tại cửa hàng còn có khu vực thiết kế vệt áo theo yêu cầu. Mọi người có thể sưu tập các nhãn dán đồ họa mang nhãn hiệu cô Đắc miễn phí tại đây. Cửa hàng có rất nhiều không gian để mọi người có thể mua sắm thoải mái. Mỹ của cửa hàng phù hợp với chủ đề cổ điển của thương hiệu. Tụi mình đã chọn được chiếc áo này. Thank you.
salam, nghe bergamot, cinnamon, little bit cinnamon, little bit spicy, and it's feel like very delicious. Mùi nó hơi cay cay.
있어요. 감내직을 위해서 불소 한번 넣어드릴게요. 불을 조금만 넣으세요. 들어가세요.
office. The doors are on your right. You can transfer to line number 3. I love one. Thank you.
Chị em mình thì cũng đã thử cái loại của Skin Food rồi nè. Tại
là nhiều loại luôn mọi người ơi, nó kiểu giống như nó choáng hợp luôn á. Nhưng mà mình đã hỏi các bạn tư vấn ở đó thì các bạn tư vấn cho mình một số loại đang hot hiện nay và có giá giảm cũng đang rất là tốt. Có cái mua 1 tặng 1, có cái giảm đến cỡ 30% luôn, 14%. Cái của Skin Food Carrot này rất là hot nè. Có trong các thời điểm vừa qua cũng có rất là nhiều sale lắp hàng xài, có review, với lại một số bạn review cũng rất là tốt. Thì mình còn có một số loại của đây là một cái thương hiệu cũng khá là hot, cái kem chống nắng của Hàn á, xài rất là hot. Mà ở bên đó khi mà tụi mình đi vòng quanh các tiệm bán mỹ phẩm là hầu hết là họ trưng cái thương hiệu này ra rất là nhiều và rất là nhiều sử dụng. Thì mình cũng mua về để thử coi là cơ tim mạch của em này như thế nào. Ngoài ra mình sẽ có của Medihill nè, rồi của Abib cũng là một trong những thương hiệu đang phổ biến, đang hot. Em Medihill nha, dạng này rất là lớn luôn. Mua một tặng một đó. Các bạn biết là đi nhiều Olivion luôn mà toàn là sold out thôi mọi người ơi. Nhưng mà còn chỗ này còn đúng một cái hộp này duy nhất luôn. Mình đang cũng đi tụi mình cũng đi mấy nơi của Olivion mới tìm mua được mấy em này đó trong cái thời điểm nó bán sold out. Cái chỗ mà ở ngay trung tâm mà kiểu mà khách nhiều là khách du lịch không có một tại sold out không. Nên là để sở hữu được đủ bộ em này thì cũng may là đến một cái tiệm Olivion đó mình cũng đã lấy được tất cả mọi thứ mà mình cần. Rồi cái này là em dưỡng da, cái thương hiệu Soriran này là cũng đang rất là hot đây. tụi mình sẽ lựa chọn những cái thương hiệu hot nhưng mà cũng phải nặng tính á để tụi mình xài coi như thế nào. Đây là cái kem dưỡng nha, giá cũng khá là rẻ so với mặt bằng chung các thương hiệu mỹ phẩm khác. Cái tẩy da chết thì ngoài mỗi tuần thì mình cũng có dùng cái tẩy da chết từ 2 đến 3 lần cho da mặt. Skin Food nha mọi người. Ngoài ra thì mua cái tẩy trang này nghĩa là mình còn có mua cái tẩy trang dạng dầu này luôn. Đây là của Abib. Là thật như nó nói là cái hiệu này cũng là đang rất là thịnh ở bên Hàn. Cũng muốn mua về cái loại này xài thử xem như thế nào. Cái này là cũng là một trong những thương hiệu mới nổi thời gian gần đây và thấy là được khen rất nhiều đó, cũng khá là được ưa chuộng đó. Mình mua Olivion. Cái này là sữa rửa tay nha mọi người. Mùi này mình cũng thấy nó thiên về mùi gỗ á. Mình thấy giá cũng tương đối ổn cho nên là mua về xài thử. Có mua cả kem dưỡng tay nữa. Đây thương hiệu Aesop khá nổi tiếng rồi. Đây là kem dưỡng tay nha. Cái này là một cái store mình cũng có đi vô coi, store rất là đẹp luôn, rất đẹp. Non Fiction, đây là kem dưỡng tay. Còn cái này là xà bông tắm. Mùi hoa hồng á, lúc mà tụi mình cầm hủy ở store thì thấy thơm quá cho nên là mua về xài thử. Mọi người tới đây thì không ai không ghé vào thương hiệu cả. Mình mua lọ này nhé. Đây là một dạng kem dưỡng mà có hương nước hoa khá là thơm rồi. Rồi thôi, nói đến đam mê tiếp theo đi. Đam mê không thể thiếu. Đây là một cái thương hiệu cà phê tụi mình đi xuống Suwon á, Miruko, tụi mình có ghé uống thử. Thì thôi mình quá, đã mua hạt về để uống. Tại vì tụi mình sáng nào thì tụi mình cũng sẽ uống cà phê cho nên là hiện tại là mỗi lần mà tụi mình đi du lịch đó thì ghé vào những quán cà phê thì sẽ mua những cái hạt cà phê về. Vì nếu như quán cà phê đó mình cảm thấy mình uống phù hợp và hợp vị á là mình sẽ mua về để mình uống ở Việt Nam, thì mình được thưởng thức trọn vẹn cái hương vị ở nơi mà mình đi du lịch và mình mang về Việt Nam để mình thưởng thức. Đây mình mua hai loại của một cái quán cà phê khá là hay luôn á. Nói chung là cà phê thì mình sẽ coi cái thành phần ở trên cái bao á là sẽ có những cái thành phần như thế nào mình sẽ chọn mua về. Thường á thì cái vị cà phê của hai chị em mình thích á là một lần nó thiên về cái vị fruity một chút xíu, là thơm trái cây một chút xíu. Còn hai á là sẽ thơm về cái mùi sô cô la, kiểu
caramel. Caramel kiểu như vậy. Đó là hai cái vị mà hai chị em mình rất là thích. Đây mình cũng mua hàng ở trong một quán cà phê luôn. Đây ở trên đây nó có thành phần là cũng có caramel nè, chocolate, oat milk gì. Này để uống với oat milk nè. Còn một thương hiệu mà chị em mình cũng rất thích đó là Blue Bottle. Đợt trước tụi mình đi, tụi mình mua mấy lần về rồi. Ôi trời ơi, uống nó thơm. Rất là ngon. Đừng chụp lại, cần đi mua thêm một cái ly nữa cho bạn Nhi. Đợt trước thì bạn Trang mua rồi. Xong đợt này bạn Trang được bạn Nhi mua luôn. Vì cái ly này á mọi người giữ lạnh hơn 24 tiếng mà nó vẫn còn đá đầy ở trong đó. Cho nên là cái quan trọng là có ống hút ha. Ống hút nó tiện. Cho nên á, thật ra thì Trang Nhi là uống cà phê nhiều khi nhâm nhi mỗi là một buổi đó. Là mình đi công việc á, mình hay uống lạnh á, nhất là cái trời bắt đầu vô mùa nóng như này, nên là mình muốn mua một cái loại ly nào đó để mình có thể giữ đá được lâu, mình uống được lâu hơn, đá rất cực lâu luôn, cực lâu luôn. Đây là những đôi giày của tụi mình đã sắm chuyến đi này nè mọi người, giày Salomon màu beige, mình chưa có trong tủ giày nên mình đã sắm màu này. Hai đôi giày Nike này thì tụi mình chọn cái màu khá là lạ và ở Việt Nam mình chưa có. Ngoài ra thì mình cũng sắm một số quần áo đây, túi đựng đồ tập Adidas để đi tập mỗi ngày. Ngoài ra còn những cái đế dán điện thoại nè, rất là dễ thương. Và đây là móc giỏ, móc túi, móc khóa. Yeah. Hy vọng rằng khi mọi người xem những cái vlog của chị em mình, mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là enjoy và thú vị. Và những vlog sau mong là mọi người sẽ ủng hộ Trang và Nhi nữa nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.